Chào các bạn, đây là cảnh cá bột một tuần tuổi của mình, nó đang ăn trưa với Artemia nha. Rồi, mình zoom vào quang cảnh. Các bạn có thể thấy những con Artemia nó đang bám vô cái thành thao á, những con hạt nhỏ li ti đó. Bên dưới đáy cũng có khá nhiều. Bầy cá này thì con cá trống và con này đây. Cá trống là con này. Còn cá mái đây, cá mái là nó đây. 2 tuần mới sinh xong, 2 tuần cá mái dưỡng xong cái giá sắp sung trở lại rồi. Vậy cận cảnh của mấy cá con nó ăn uống sao đây? Có căn một con lăng quăng. Mấy cá mình cũng ăn uống tạm bợ thôi, không có gì ngoài Artemia. Rồi, video đến đây mình cũng dừng lại thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.